Xin hai chào bạn. hai bạn. Vâng, chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Và chào cán bộ chiến sĩ trong trường quay và các bạn đang xem đài. Trước tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Đức Hữu. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại là em đang là chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 14, sư đoàn 5. Và bạn đây là? Em tên là Duyên. Hữu Duyên. Ôi trời ơi. Có Duyên quá luôn. Trời ơi. Rồi Duyên ơi, giới thiệu tiếp đi em. Dạ, dạ. Xin chào chị Thanh Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Lê Thị Thúy Duyên. Năm nay em 27 tuổi. Công việc của em là hiện tại là một nhân viên văn phòng. Và em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thừa Thiên Huế. Hay. Hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng về cái tên không? Dạ, thực ra là lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là không có ấn tượng về tên. Nhưng mà khi trùng hợp mà khi mà hai người đã quen nhau rồi thì em mới gọi là mới nghĩ lại, ơ thế anh là tên Hữu, còn em là tên Duyên. Ghép lại là Hữu Duyên mới biết là hai tên nó trùng hợp như thế. Hay quá. Hai vợ chồng em là học cùng trường cấp 3. Ủa là em cũng là Huế luôn? Em vâng, em cũng là ở Huế. Chồng em thì công tác ở đây, còn em làm việc ở đây nên là phải nói giọng Nam để cho mọi người dễ nghe. Dạ đúng rồi. Tiếng Âm đó. Nhưng mà bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho các bạn gặp nhau? Cơ bản là em là người dẫn vợ em vào cái mê cung của em, cho nên là vợ em không thể biết được là từ khi nào là em đã quen vợ em rồi. Nghe có vẻ hấp dẫn biết. Mê cung. Mê cung tình ái. Nào kể đi cho anh mê coi nào. Em và vợ em là quen nhau là khi mà em đi học thêm. Vợ em không biết em là ai cả. Em học thêm thì thấy vợ em đi qua thôi, đi ngang qua thôi. Nhưng mà khi ấy là em đã yêu vợ em rồi. Tìm xét ái tình. Nhưng mà lúc ấy là em vẫn còn ngại, cho nên là không thổ lộ cái tình cảm của mình ra. Nhưng mà đến khi mà em đậu đại học và vợ em cũng đậu đại học, nhưng mà em là học ở Bắc, ở trường sinh hoạt chính trị, nhưng mà vợ em thì học ở kinh tế Huế, cho nên lúc ấy là cũng không thể gặp nhau, cho nên không liên lạc với nhau được cả. Cho đến khi mà em về hè ấy là trùng hợp là ngày sinh nhật của em luôn, thì khi ấy là em thấy trên tin nhắn Facebook là thấy vợ em là chúc mừng sinh nhật của em. Thì em mới bực tỉnh ra là lúc trước là mình rất là ngưỡng mộ bạn này, giờ lại bạn này chúc mừng sinh nhật. Thế là em bắt đầu là nhắn tin nói chuyện qua lại, thì em mới bắt đầu là thân nhau rồi, quen nhau rồi. Là bao nhiêu năm sau khi hai người tạm biệt nhau từ cấp 3? Cũng khoảng 1 năm. Ôi như vậy là tính đến thời điểm này là hai bạn này cũng có một mối tình rất là dài rồi chứ anh ha? Đúng rồi. 10 năm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế còn mới yêu nhau được 5 năm? Vâng, đúng rồi. Thế còn kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Kết hôn thì mới... 1 năm. Ồ, không. Làm rất son đấy. Son. Rất là son. Ơi, nhưng mà em có nhớ cái lần đầu mà em gặp Hữu á, ở trường cấp 3 đó, thì em có ấn tượng gì với cái bề ngoài cũng như là với tính cách như là con người của Hữu không? Cấp 3 thì em không có để ý chồng em, đến khi gặp nhau mới tính cách cũng khá là thân thiện. Với lại là nhìn bề ngoài nhìn trắng trẻo lắm, cao to rồi body 6 múi nữa. Ôi. Thế bây giờ còn 6 múi không hay là 5 múi rưỡi? Dạ giờ thì chắc 5 múi rưỡi. Rồi em có nhớ là cái lần mà Hữu tỏ tình với em là ở đâu không? Dạ, tỏ tình với em là ở Đà Nẵng. Lúc đó là hai đứa là đi du lịch chung. Tới Đà Nẵng là chốt kèo nè. Rồi. Sao đâu? Thì lúc đấy em cũng mạnh dạn book một khách sạn, hai người ở chung phòng ở đấy. Xong rồi dẫn vợ em đi chơi xung quanh ở Đà Nẵng đó. Em đưa vợ em đến cầu tình yêu. Và ở đây là cũng có cái là gọi là mua móc khóa rồi ghi hai tên đúng người rồi, vào. Đúng rồi. Vâng. Thế là em cũng chắc vợ chưa biết đâu, thế là em cũng mua rồi, em mà nhờ em ghi hai vợ tên vào, em khóa lại thôi, em vứt cái chìa khóa luôn. Vâng. Rồi em cũng tỏ tình vợ, thế là vợ đồng ý luôn. Tỏ tình nói sao? Em làm bạn gái anh nha. Xong cái em đồng ý luôn. Cái vụ mà quăng chìa khóa đó là sau khi nói hay là quăng rồi mới nói? Quăng rồi mới nói. Là em quăng rồi nói. Khóa luôn cô này ở đấy luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu chuyện này. Đoạn đấy là mới là tỏ tình thôi. Thế còn có cái đoạn nào cầu hôn không? Đoạn cầu hôn thực ra là không có. Vì cơ bản là gia đình của vợ em là rất là quý em. Và gia đình của em là cũng rất là quý vợ em, cho nên là chưa cưới nhưng mà chưa tỏ tình thì hai gia đình cũng đã sắp đặt rồi là hai người sẽ đến với nhau. Vâng. Cho nên là chỉ nhắn có tin nhắn là bàn với nhau là khi nào mình cưới, rồi khi nào mình cưới mình tổ chức rồi mình đi chụp ảnh cưới thôi. Như vậy là có khoảnh khắc nào mà hai người kiểu bị phải xa nhau và yêu trong sự xa cách không? Có. Hai đứa em thì yêu xa tầm
3 năm yêu xa, trời ơi. Hàng năm sẽ có được nghỉ hè và nghỉ Tết. Thì lúc ấy em mới được cơ hội về để chở vợ đi chơi. Đấy. 5 năm là nó sẽ như thế. Ồ. 1 năm chỉ gặp được 2 lần. Trời ơi. Một lần có mấy ngày? Ít quá. Một lần sẽ được 15 ngày. 15 ngày. Vậy là cả năm chỉ gặp nhau được 1 tháng. Thì trong cái giai đoạn yêu xa đó, nó có những cái khoảng thời gian nào mà em cảm thấy rất là khó khăn cho cái mối quan hệ này? Em thấy là khó khăn nhất là hai đứa cứ xa hoài. Thấy người mấy cặp kia bên nhau thì mình cũng ganh tị. Cảm giác tủi thân đúng không? Dạ, tủi thân. Ừ, chị hiểu. Nhưng mà chồng em thì mỗi lần mà về thì dặn em đi chơi rồi bù đắp đồ này kia, mua cái này mua cái kia. Những lúc mà nào thì em cảm thấy em buồn và anh tủi thân? Những lúc mà vừa mới cưới xong á. Là hai vợ chồng là cưới xong là hai vợ chồng phải lên Tây Ninh liền. Lên thì em cũng ở nhà. Với lại cưới xong thì chồng em là ở trong kia cũng bận nhiều việc, nên là giai đoạn đó cũng ít ra, nên là ở nhà là rất buồn. Mà em có cái tật là sợ ma nữa, nên là mỗi tối ngủ cứ ngủ không có được, không có quen, tại vì cái nhà mới nữa. Đúng rồi. Với lại khó khăn nữa là chưa có việc làm. Phải sắm sửa đủ thứ trong nhà hết. Không có ba mẹ ở bên, cái đó là cái khó khăn nhất. Có những lúc nào, những cái dịp lễ hay là kỷ niệm ngày cưới hay là sinh nhật mình mà mình cứ thui thủi một mình mà chồng? Dạ, sinh nhật thì bữa trước chưa cưới thì cũng hoài. Hoài. Mà xong cái chồng về cái bù đắp cái hết luôn. Hết buồn. Cái đó là ở trong quân đội thì sẽ ngày lễ và ngày Tết hoặc là ngày Noel thì chắc chắn sẽ là trực chiến, nên là sẽ không thể về được với vợ. Nên thường thường là em sẽ chủ động là chở vợ đi chơi trước. Hoặc là khi mà mình hết trực chiến rồi thì mình mới tranh thủ thời gian mình ra mình chở vợ đi chơi. Và bù đắp lại cho vợ. Nên là cái thời gian mà đúng ngày lễ là chắc chắn mình sẽ không được ra ngoài. Vâng. Thiệt thòi quá anh ha. Nhưng mà chồng cũng rất là tâm lý. Đúng. Đúng không? Đúng, đúng. Thế em có làm điều gì bất ngờ với vợ sau những lần mà mình biết là vợ buồn? Bất ngờ nhất là vào ngày Valentine. Là lúc ấy là vợ em đã đi làm. Đã đi làm thì lúc đó là em xin đơn vị về trước. Em cũng chuẩn bị đèn nháy rồi bánh sinh nhật rồi quà, rồi em khóa cửa lại rồi nhắn tin vợ là tối nay em bận, em ăn trực chiến anh không về được. Thế là lúc ấy là khi mà em cũng chờ vợ đến tối, rồi khi mà vợ về thì bất ngờ, thế là đèn nháy bật lên, nhạc bật lên, rồi em cũng chúc vợ ngày Valentine hạnh phúc các kiểu. Ôi, xong rồi vợ, wow. Vợ cũng khóc luôn. Dạ. Ôi, nghe đó là hạnh phúc vỡ òa. Đúng rồi, vỡ òa luôn. Thế lúc yêu nhau đúng không? Hay là lúc vợ chồng rồi? Lúc vợ chồng. À, vợ chồng rồi, cưới rồi. Dạ. Thế cuộc sống hôn nhân thì có làm cho mình bị vỡ mộng về người kia không? Chồng em thì cũng khá tâm lý. Thì em thấy chồng em cũng khá hoàn hảo. Đối với em là cũng khá hoàn hảo, nhưng mà có một số cái thì em chưa có ưa. Chưa điểm gì? Hay hù em. Hay hù. Nhiều khi mình đang làm việc, mình đang tập trung làm cái gì đó, anh mở cửa là anh hù một cái là em giật mình luôn. Cái gì nữa? Là ngủ dậy là không gấp chăn. Dạ, mặc dù trong kia là gấp chăn rất gọn gàng, nhưng mà ra nhà là không gấp chăn. Em cho người ta bung xóa đi em, người ta đã vất vả ở cơ quan rồi, bây giờ về vợ phải được nhõng nhẽo, phải bù trừ đúng không? Thôi mấy cái này chị vẫn chưa thấy xấu đâu, có cái gì xấu hơn không? Dạ, em ở một năm nay thì em thấy là vậy thôi, chứ chưa lòi ra nhiều hơn nữa. Chả có cái gì xấu ở đây cả. Rồi, thế bây giờ đến Giang. Vợ em là cơ bản là hoàn hảo đối với em. Ôi trời. Nhưng mà trong đó có một số cái là ví dụ như là ngủ nướng, em được về nghỉ cuối tuần. Thì là vì em ở sống trong quân đội thì nó thời gian nó theo chế độ, cho nên là em sẽ dậy sớm, thường thường sẽ dậy sớm. Đây là khoảng tầm 6 giờ hoặc là 6 giờ 30 em đã dậy rồi. Nhưng mà vợ em lúc đấy là em phải chờ vợ đến 9 giờ, đến 9 rưỡi vợ mới dậy. Rồi trong 3 tiếng đấy em làm gì? Em quét dọn nhà cửa, chọc vợ thôi. Vâng, thứ hai đó là vợ em là hai chỉ đạo. Vâng, vợ bộ đội nhưng mà hai chỉ đạo bộ đội. Đó là khi nào mà nghe em ra với vợ là chắc chắn sẽ không dọn nhà. Xách một cái ghế ra ở giữa nhà ngồi đấy bấm điện thoại. Đấy, chồng ra là chị quét chỗ này, quét chỗ kia. Vâng, rồi chỗ này chưa sạch, quét lại. Vâng. Đổi lại là em dọn nhà nhưng vợ em sẽ nấu ăn. Vâng, nấu ăn ngon. Ôi, tuyệt vời. Rồi vợ còn đặc xấu gì nữa không? Đó là hay quên, vì vợ em thường thường sẽ bôi kem chống nắng khi ra ngoài.
Nhưng mà bôi chưa, bôi khi mà lúc mà đang bôi ấy, có bận việc gì một cái để xuống một cái, đi lấy điện thoại hoặc là lấy cái gì, sẽ quên, sẽ tìm không ra nữa. Đó, khi sẽ bắt chồng đi tìm, đi kiếm giùm cho vợ. Vâng. Đó, cái thật ra cái hay quên nó cũng chưa xấu lắm đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái vụ mà cái như là kim kêu chồng đi kiếm đồ mà có đồ của mình quên đó, cái đó nó xấu nặng. Không, là nãy giờ mà chưa thấy gì xấu hết, em thấy đôi này dễ thương lắm, cũng là hữu duyên nên là mọi thứ nó có duyên lắm. Đó giờ có chuyện nào mà dẫn đến hai vợ chồng xích mích mà gây lộn không? Vì cái thật xấu. Dạ có. Hoặc là có một kỷ niệm đó là lúc mà khi mà hai vợ chồng vừa chuyển lên chỗ nhà mới ở Tây Ninh. Lúc ấy thực ra là kinh tế cũng rất là khó khăn. Vì vợ em là vẫn chưa có công việc. Hiện tại lúc ấy là em vừa ra trường thôi, cho nên tiền lương nó vẫn thấp. Lúc ấy vợ em giặt áo quần, nhưng mà thực ra là tay vợ em là khi mà tiếp xúc với Omo ấy là nó sẽ bị khô và bị bóc ra. Thế nên là vợ em cũng gọi em là chồng ơi, tháng sau mình mua cái máy giặt đi. Vâng. Nhưng mà lúc ấy thực ra là tiền nó cũng sắm sửa rất là nhiều thứ. TV, tủ lạnh hoặc là mấy cái thiết yếu ấy là như là bếp, thì mình cũng chưa có tiền để sắm sửa cái máy giặt được. Lúc ấy hai vợ chồng cũng trăn trở rất là nhiều. Vâng, đúng rồi. Thì nhưng mà cuối cùng thì đối với em thì vợ luôn đúng, đối với em thì vợ luôn đúng. Đó, cho nên là hai vợ chồng cũng tích góp được một chút rồi mình đi mua máy giặt luôn. Trời ơi, chiều vợ chứ. Thì đó cũng là cái tranh luận mà cũng căng thẳng nhất. Căng thẳng nhất. Duyên có thấy là nó hơi oan cho mình không? Vì mình cũng chính đáng mà, đúng không em? Dạ đúng rồi, phụ nữ mình thì phải càng rồi bàn tay phải giặt. Đẹp chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Anh đi làm mình về tôi phải giặt đồ nữa mà nhất là giặt những cái bộ đồ quân phục này nó rất đúng là dày nữa, đúng không? Đúng. Đó. Dạ đúng rồi. Em muốn Hữu thay đổi điều gì hả Duyên? Dạ thì trong mắt em thì chồng em cũng khá hoàn hảo rồi. Nên nếu mà thay đổi thì em mong anh là yêu thương em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, và đặc biệt là thấu hiểu em nhiều hơn. Hiểu em nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Cái ngày sinh nhật đồ này kia thì anh mua quà cho em là em vui rồi. Rồi bây giờ Hữu nói mong muốn thay đổi. Vâng. Vợ của em. Và em chỉ mong muốn một điều đó là vợ bớt chỉ đạo lại. Vợ bớt chỉ đạo lại. À, rồi bây giờ tất cả những mong muốn của vợ vừa nói ra thì em thấy em có đáp ứng được không? Vâng, đã được ạ. Có thể hiện ngay bây giờ không? Có. Xin mời em. Trời ơi, đang yêu quá. Có nói gì với chồng không? Cảm ơn anh. Dễ thương. Sao Hữu lại không tặng bó hoa? Sao Hữu không tặng một cái món quà là một bộ trang sức hay là một chai dầu thơm, mà lại tặng tổ bông. Tổ bông mà với một cái bộ trang phục quân nhân? Vâng, bởi vì là lúc đầu là vợ em cũng có dẫn đi chơi, nhưng mà vợ vẫn đòi là anh ơi em thích gấu bông. Nhưng mà trong thời gian vừa qua là em cũng chưa có thể mua cho vợ được. Thì tranh thủ hôm nay là cũng là chương trình vợ chồng son thì em cũng mua cho vợ một con gấu bông. Vâng, để khi nào mà chồng chưa ra được thì vợ có thể ôm con gấu bông này để tạo. Tuyệt vời lắm. Và bây giờ thì chắc là có gấu bông rồi thì bây giờ mình ôm gấu của mình luôn đi. Hai người ôm nhau một cái để cho mọi người vỗ tay nào. Những lúc nhớ chồng có thể ôm chồng, thậm chí có những lúc mà chưa hài lòng lắm mà chồng không có ở nhà cũng có thể xả lên cái bàn gấu bông này. Đó, anh chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ có cuộc sống nó sẽ tốt hơn, và kinh tế nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ. Và mọi điều thuận lợi, may mắn sẽ đến với hai vợ chồng nha. Dạ, em cảm ơn hai anh chị. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em, chúc mừng hai bạn. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, em là bên biên tập Bạn Muốn Hẹn Hò á chị. Chị có thể giới thiệu họ tên, thông tin quê quán của mình với. Mình là Đoàn Phan, mình sinh năm 1986, quê ở Quảng Ngãi mà hiện tại mình đang sống ở Vũng Tàu. Ồ, cái gì chị là cái gì Tú Anh đó? Chị tên là gì? Em không nghe không rõ. Đoàn Thúy Hoanh. Đoàn Tuyết Hoanh đúng không? Dạ rồi, 1986, quê ở Quảng Ngãi rồi. Ủa, hiện tại bây giờ là chị đang làm nghề nghiệp gì? Mình có một cái spa. Spa hả? Spa về cái gì chị? Chăm sóc mẹ và bé sau sinh đấy.
Em sau sinh hiện tại là chị đang ở Quảng Ngãi luôn đúng không? Hay là mình đang ở, mình sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu ấy. Vũng Tàu rồi. Ủa rồi sao mà chị lại, chị không ở Quảng Ngãi mà chị lại ở Bà Rịa chị? À, mình vào đây mình lập nghiệp 8-9 năm rồi. Đấy. Rồi đó. Dạ rồi, ok. Rồi chị cho em hỏi cái ha, mình có cái tài lẻ ca hát gì không? Mình nhảy múa hay là múa cột gì được không? Không. À, đây mình học đại học tài chính kế toán ra. Xong rồi mình đi làm công ty đâu được trên 10 năm á. Xong rồi là mình nghỉ việc công ty, mình mở mình làm. Ban đầu làm tài chính kế toán ha, giờ làm spa rồi. Nhưng mà ý chị cho em hỏi là chị có hay đi karaoke không? Trước đây thì có, nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì mình không hát được vì mình bị tiếng giáp á, nó hụt hơi. À, bị tiếng giáp hả? Rồi, ok. Rồi, chị cho em hỏi về cái ưu điểm và nhược điểm của mình và thể hiện cái tính cách của chị như thế nào á. Chị là một người như thế nào? Chị giới thiệu sơ về chị đi. À, mình hơi kỹ tính. À, một cũng vừa truyền thống mà vừa hiện đại đấy. Mình quan điểm của mình về gia đình, về truyền thống, về những bữa cơm mình quan trọng những trao đổi tình cảm, sự gắn kết các thành viên trong gia đình đấy. Mình ưu tiên gia đình là trên tìm kiếm tiền bạc. Rồi ưu điểm của chị là còn gì nữa không? Cái ưu điểm của mình là cái gì? Ưu điểm, nhược điểm. À, ưu điểm ví dụ như là mình nấu ăn ngon không, mình cái tài lẻ một cái gì đó, làm mình thích làm những cái đồ gì, mình giỏi về cái gì nội trợ hay như thế nào không, bởi vì cái gì đặc biệt tính cách chị á. Mình là một phụ nữ độc lập. Nếu mà về nội trợ thì mình sẽ nghĩ là mình kiếm tiền giỏi hơn việc nội trợ. Còn nhược điểm và ưu điểm của mình cũng vừa nhược điểm vừa ưu điểm là có thể là do mình quan sát, mình hay đặt ra câu hỏi nên mình tìm được câu trả lời, kiểu như là hơi đối với nhiều người thì đó là gọi là khó tính đấy. Nhưng mà mình thì nghĩ là một cái ưu và nhược điểm của mình. À, rồi nhược điểm của chị là khó tính nè, rồi mình còn cái gì nữa không? À, mình hay bị là sao nhỉ? À, mà mình cũng không nghĩ ra mình có nhược điểm gì luôn. Mọi người bạn thì cũng hiền lành, nhưng mà mình biết là mình cũng hiền là đối với người tốt với mình thôi, còn tốt với mình thì mình cũng không hiền lại. À, rồi ok. Rồi chị cho em hỏi ha, rồi hiện tại bây giờ chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, tình trường của mình á? Hiện tại hai đứa con ly hôn hả? Mình ly hôn được bao lâu rồi? Mình ly hôn xong là mình vào đây được 8-9 năm rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ đó là chị biết và chị quen nhau được bao lâu? Mình cưới được 8 năm thì mình ly hôn. Cưới 8 năm, ly hôn rồi, có hai cháu đúng không? Đúng. À, 7 năm. À, chị, rồi chị kể sơ giùm em là sao mà chị gặp anh ấy như thế nào, rồi sao chị lại chia tay? À, mình đi làm công ty rồi gặp. Rồi xong. Ảnh dính vào cá độ bóng đá trên mạng á, nợ rất là nhiều.
Và sau mình cũng có đưa ra lý do là nợ cũng tính tiền tỷ đấy. Và mình bảo là mình đứng ra mình trả hết tiền nợ thì anh phải bỏ. Nhưng mà xong cuối cùng là khi mình trả rồi thì anh vẫn cứ qua lại anh chơi. Thì mình đưa ra điều kiện từ trước là nếu mà anh chơi nữa thì mình không thể chấp nhận một cuộc sống như thế nữa, lúc nào cũng đi làm kiếm tiền trả nợ. Cho nên mình quyết mình bỏ. Bảo thì mình bỏ luôn, mình rời quê, mình giãn công vào đây, làm nghiệp lại từ đó. Ừ, hiện tại chị đang một mình, chị nuôi hai cháu đúng không? Đúng rồi. Là hai cháu đó là ở với chị hết. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Mình ly hôn được 8-9 năm rồi thì sau có mối tình chồng đó thì chị còn quen ai nữa không? À, mình cũng có một mình cũng kéo dài được vài năm. Năm ngoái thì mình quyết định từ bỏ vì cái gì chị, tại cái mạng lắc quá, chị ngồi gần lại chút xíu. Mình có một mối tình sau ly hôn kéo dài vài năm đó, khi mình vào trong này mình mới gặp người ta. Vài năm là khoảng bao nhiêu năm, chị nhớ kỹ không? Khoảng 4 năm. 4 năm. Rồi sao chia tay nè? Mình cảm nhận ra là thương mình, nhưng mà cái yêu thương ta là lợi dụng nhiều hơn là yêu thương. Thì xong rồi năm ngoái là mình quyết định mình bỏ. Lợi dụng chị là đừng nói là lợi dụng về tiền bạc đúng không? Là như thế nào? Kiểu như là nó có hai cái dạng tình yêu. Thường thì người ta yêu là để cho đối phương, bản thân được yêu và đối phương được yêu. Còn người này thì người ta sống hơi ích kỷ một chút, là người ta yêu là để thỏa mãn cái làm của người ta thôi, còn người ta không cảm nhận, không hiểu cho mình ấy, không hiểu cho người phụ nữ ấy. Kiểu vậy. Tức là tiền bạc thì không lợi dụng mình nhiều, tại vì mình cũng biết giữ tiền cho mình, có nhưng mà không đáng kể. Rồi sau mối tình đó mình còn quen ai nữa không nè? Không, từ năm ngoái, năm nay thì mình chưa quen ai. Là năm nay đó, là một năm đúng không? Hiện tại ế một năm rồi, ok. Rồi, bây giờ chị đến với chương trình đó, chị mong muốn mẫu bạn trai lý tưởng của chị như thế nào? Mình cần tìm một người mà tinh tế một tí. Tại mình hiện tại thì kinh tinh tế nha, tinh tế không phải là kinh tế, nhưng mà hiện tại của mình đấy là ví dụ như về kinh tế thì mình đủ năng lực để lo cho hai con, mình cũng tích góp được khá để lo cho bọn nó, cho nên là mình nếu như mà tạm bợ tìm một người mà dựa dẫm vào kinh tế thì mình không tìm người như thế, nhưng mà mình tìm một người có khả năng tức là nó làm sao nhỉ? Thu nhập phải cao hơn mình. Vì nếu như một người mà thu nhập thấp hơn thì về không, mình cảm giác là mình sẽ giống như là họ nói, mình cứ nghĩ là tại sao tôi có thể kiếm một tháng 5-70 triệu mà anh thì kiếm tháng 10-15 triệu, thì cảm giác nó đàn ông có thể nhiều hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ nhiều hơn đàn ông là nó khó sống lắm. Mình thấy là vậy. Việc nữa là một người tinh tế, họ tôn trọng phụ nữ. Tôn trọng phụ nữ. Rồi chị cho em hỏi ha, hiện tại cái mức thu nhập của chị là bao nhiêu ạ? Mình có không đều, có tháng thì có thể 80, có tháng thì 50, có tháng thì 40. Không đều. Cao quá rồi, ví dụ như giờ kiếm thật rồi. Và bây giờ chị mong muốn bạn trai là phải thu nhập cao hơn chị. Đúng rồi. Mà mình đó thì mình cũng hơi khó tính trong cái việc chồng được ạ. Nếu ví dụ như thấp hơn chị chút xíu được không? Chứ ví dụ như có công việc ổn định là được. Ổn định là được nha.
Dạ rồi, ok. Bây giờ còn về cái ngoại hình như thế nào ạ? À? À, ngoại hình hả? Để mất thang thời đẹp thì họ cũng phải được 6. Vậy thì vì mình cũng họ cũng cả 6 điểm đi. À, cao lùn mập ốm, chị mong muốn như thế nào? Bạn trai cao mét bao nhiêu? À, cao thì không quan trọng lắm, tầm không mấy trở lên, 7-8 trở lên là đừng có thấp thôi. Còn mình cũng không quan trọng về người đó phúc hạnh, tại loại là tìm một người mà biết tôn trọng phụ nữ, à, một người tinh tế. Nhưng là... mà mập mập được không? Ý là chị phải cho em một cái để biết cái bạn trai chị chớ. Mập cũng không thành vấn đề, nhưng đừng có mập quá thôi. Ốm quá được không? Ốm quá cũng ốm quá hả? Đàn ông. Dạ. Yeah. Rồi. Tìm người lớn tuổi hơn mình nha. Tại vì tác bây giờ chị mong muốn bạn trai lớn tuổi hơn chị bao nhiêu nè? Cho em con số nhất định luôn đi. À, nó nằm tầm từ dưới 50 tuổi và... Dưới 50 tuổi sao nữa chị? À, trai tuổi của mình, cao hơn tuổi mình. Từ mình là 38, 37 tuổi đúng không? Thì đó bằng... 38 trở lên nha. 38 trở lên đúng không? Rồi, còn quê quán thì chị mong muốn bạn trai chị ở đâu? À, mình cái thuộc dạng người là không thích yêu xa. Mình thích sự gần gũi, cái tìm hiểu ấy, tìm hiểu mà được cái thì có thể tiếp ở sau. Đấy. Ờ, ở quê Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là Sài Gòn được không? Đúng, được. Bình Dương, Đồng Nai. Ừ. Nói chung là ở thành phố Hồ Chí Minh là được đúng không? À, ở Lăng Cả là được. Dạ dạ rồi, ok. Rồi, về chị cho em hỏi là chiều cao của chị là bao nhiêu ạ? À, mình 1m52 à. 1m52, dạ rồi, ok. Hiện tại thì bây giờ đây chỉ là, à quên, còn hôn nhân. Bạn ấy cũng đã từng kết hôn với con được không? À, được, không thành vấn đề. Chị... À. Dạ, chị okay. Ổn định để có thể lo cho con là được. Dạ rồi, ok. Ở đây chỉ là một buổi casting, bạn muốn hẹn hò ha. Nếu chị được vào lựa chọn vào trong chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sau ha chị ha. Ok. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.